Cái áo bên trong một tí bác Ừ, Đấy, cái đẹp. Áo, anh, anh, anh nhận xem không Số này, thì Số, Số. Quá. Thảo ơi Mọi người hy vọng là sẽ không comment về cái áo mình đang mặc Vì đây là quà sinh nhật của cháu thỏ <laughs> ok và ta sẽ cùng nhau mở hộp một cái phiên bản đặc biệt là một chiếc điện thoại Lamborghini Nhưng mà không phải phiên bản Lamborghini thường mà là Torino Lamborghini của Metro Thì mình mượn ở bên D-Store thì các bạn nhớ D-Store cũng cho bọn mình mượn lần trước còn gì nhỉ nói chung toàn mấy con phiên bản đặc biệt và rất đắt tiền phiên bản này có trị giá thấp nhất rơi tầm khoảng 25 mươi cho đến 30 triệu đồng và phải đặt trước và bán ra giới hạn các bạn nhá nghĩa không phải ai có tiền cũng mua được con này đâu và chiếc máy này các bạn thấy là vỏ hộp thì được lấy cảm hứng từ tổ ong bên nghe đồ bên đấy là nhộng là một trong những món rất là đặc sản và các bạn thấy bên dưới có cờ của nước ý này rồi ui phải lều trong này có một hộp thơm mùi da các bạn ạ supreme không phải Supreme rồi chúng ta Wow, cái hộp đẹp cực. Ở à, cái máy ở kia đứng không nhìn thấy. <laughs> Đây. Wow! Cái máy xịn chưa? Gắt vai. Rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ để qua một bên. Bên này à, bên trong hộp. Wow! Cách lật hộp cũng rất là bá đạo. <laughs> Hóa ra là nhấc <laughs> ra. Rồi, bên trong thì mọi người sẽ có một que chọc sim, tặng sẵn miếng giá màn hình này, một tờ sách hướng dẫn sử dụng, à, giấy lau cho sạch, còn đây là catalog chăng? À không, xanh dựa sử dụng chỉ cho các bạn các chức năng chuyên của share cảm biến camera selfie Chính kỳ siêu của là camera kép phía sau Chính cực điểm flash Exclusive collection Nó đây là một tờ giấy xác nhận là Dear Sir và Madam Đó là bạn đã mua được một phiên bản đặc biệt của chúng tôi Ú, uh, có một cái bao da Cung xịn sò, cũng làm được từ da các bạn này Có V ở đây, đó, Vertu Vipass Ờ <laughs> Logo Vipass thật <laughs> à, Giống thế các bạn ơi và logo của Lamborghini màu đỏ này, mình thích cái màu vàng và có sợi chỉ là được làm theo là cờ của Ý nhá. Phía sau cũng có. Đấy, cái này là các bạn để kéo điện thoại lên mỗi khi người ta để vào. Bên dưới này có một sợi dây đeo nữa. Đây là cục sạc Torino Lamborghini. Cục sạc của chúng ta thì là 100 đến 200 100 đến 240 V. Cục sạc của chúng ta là 5V 3.6A các bạn nhé Đây là cái cáp tay si rắc chuyển đổi ra 3.5mm một cái um, điều khiển từ xa dành cho xe Lamborghini Và nó dùng pin của Mitsubishi Electric <laughs> Có quá nhiều hãng xe xuất hiện trong clip này Mình nghĩ đây là một cái điều khiển từ xa dùng để selfie Cái này rất giống phụ kiện ngày xưa Oppo từng làm Rồi Cảm hứng khi mở hộp chiếc máy này sướng hơn hẳn khi mở iPhone các bạn Rồi bên trong nó có gì đấy rất là tàu các bạn thấy không dán chi chít này những người đựng lắm tiền họ không bao giờ mua những cái sản phẩm mà dán nhiều cái này người ta sẽ bóc cái này ra đó. nếu bạn không biết thì máy này là mình mua các bạn nhé <laughs> Đến mình phải tự buồn cười với cô đấy <laughs> rồi ở phía sau chúng ta là toàn bộ phần kim loại của nó được khắc cái màu đó vát chéo và các bạn thấy là cái phần kim loại này được làm cực kỳ đẹp logo metu màu vàng cụm camera thì thiết kế theo vân carbon chúng ta và da ở phía trên và ngay ở phần dưới nó được có một cái khả năng hoàn thiện rất là tỉ mỉ có những cái chấu uh, màu vàng ở đây là làm từ kim loại nói chung là nó thể hiện cái khả năng làm thủ công của mình chứ không phải là sản xuất công nghiệp giống như ở trần duy hưng đâu nó phục vụ chúng ta đây là hàng này là hàng phố cổ nè các bạn ạ chuyên đi lại bằng ô tô hoặc là uh, vespa thôi và cái uh, chiếc máy của chúng ta thì các bạn thấy là các cái chi tiết các bạn nhìn phụ thuộc vào người quay thì thể hiện là tỉ mỉ của nó bên phải là phím nguồn và phím nguồn wow nó có tận hai phím giống như phím nguồn như nhau mình sẽ khởi động lên xem khay cắm sim này bên dưới sẽ cổng sạc và chúng ta sẽ thấy lo ngoài máy thoại nó làm nhô lên giống như một cái mu Và bên cạnh trái là sẽ là phím tăng giảm âm lượng Cảm giác khi cầm trong máy này không thực sự thoải mái lắm Bởi máy quá dài, thực sự nó rất là dài Wow, khởi động lên thì có Mitu Lamborghini Và phía trước đây là một điểm đặc biệt của trong máy này Vì nó có tận 3 camera Xiaomi ấy lộ camera selfie phía trước của chiếc máy này có 3 camera selfie và Meitu là một nhà xuất chuyên đưa ra những sản phẩm điện thoại chỉ tập trung selfie bọn mình cũng đã mở hộp một cái chiếc máy này rồi và cái hôm mà bọn mình trả lại cho cửa hàng trong Hồ Chí Minh thì bên vận chuyển là mất máy bọn mình phải đền cái máy đấy và các bạn phía trước là bên trên là cũng có thanh kim loại được che chúng ta ở cái phần loa thoại rất là đẹp cả cái vân tay đặt ở bên dưới này và cái phần màn hình thì cũng có tai thỏ luôn nhưng mà tai thỏ này rất là trông hơi bị vô duyên quá dày ở bên dưới và cũng như là bên trên về thông số thì nó sẽ có màn hình OLED 6.21 inch độ phân giải Full HD+. Về cấu hình cũng rất là khủng khiếp với Snapdragon 845, 8 GB RAM, cài sẵn ta là phiên bản Android 9 với một cái tùy chỉnh trên MiTu V7 này và pin của máy sẽ là 3500 mAh. À, có một cái vài thông tin các bạn cần phải biết thêm như là da mà của máy xung quanh là da B chất lượng cao và các đinh tán mạ vàng 18k và nó sẽ có các phiên bản thường có giá khoảng 16 triệu đồng những phiên bản này thì được là kết hợp với Lamborghini có bản cao cấp lên tới là 36 triệu đồng là phải đặt trước thì mới có thể mua được và bạn tú phò vừa nói rằng do chiếc máy này thì nó làm từ da bê nên chứ sẽ được gọi là Mitu Lamborghini chứ không phải là Lamborghini các bạn nhé hoặc là tiếng việt ta gọi là Lamborghini nhưng mà chúng ta sẽ gọi là Lamborghini phần cài đặt thì được tùy biến nói chung là rất tàu nói thật với các bạn là mình thì rất thích những phiên bản đặc biệt như này nhưng mà cái cách các nhà xuất làm này thì làm cho cái chiếc máy ta kém sang Tức nghĩa là một tại sao mà Vertu họ cũng làm nhưng mà các giao diện các thứ thì họ sẽ làm sao cho nó đơn giản một chút nhưng này vẫn đang đậm chất nó tàu và phần cài đặt của nó thì không có gì để nói nhiều mặc dù là một phiên bản Android 9 nhưng mà đã được tùy biến rất sâu để tại không nhận ra được cũng có cảm biến vân tay mà khóa gương mặt đây điều hướng đa nhiệm các thứ là nó hoàn toàn giống với lại iPhone camera có luôn nhé AI Night Portrait thì các bạn thì chụp hình ban đêm selfie đẹp chế độ beauty và mình sẽ mở xem là cái camera với ba camera như nào đẹp trai vãi quạt phải nói thực sự lý do tại sao nói thật là mình đã đẹp trai tầm khoảng chín rưỡi rồi mà lên đây thành là trên mười nghìn quay video cũng rất đẹp các bạn ơi đây mình đang quay lại cho các bạn xem quay video mình quá đẹp trai mình nói thật là tiktok thì không có tuổi mình mà lên tiktok thì chắc chắn là ăn đất úp banana chính ra các bạn mình là chú chu chui 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 đây sẽ có một chế độ tự chụp hình bằng cách chúng ta chỉ việc di chuyển là nó sẽ nhận ra khung hình và chụp cho chúng ta một cách hoàn toàn tự động nói chung là có nhiều chế độ chụp hình quá các bạn mình sẽ không có thử hết được như vậy thì rất cảm ơn đi store đã cho bọn mình mượn một chiếc máy vô cùng đặc biệt chiếc Metu phiên bản Lamborghini à Lamborghini Hơi tiếc là trong hộp không có cái chiếc ô tô siêu xe, xe cái gì cả và mà một phiên bản đắt tiền đặc biệt. Thế các bạn có tiền các bạn mua chiếc máy như này không? Hãy comment cho mình biết tham khảo thêm với bởi vì nếu mà bạn có tiền để mua chiếc máy này thì có thể add Instagram của mình chúng ta có thể làm bạn với nhau biết đâu có thể nhờ vả là gì đấy. Hẹn gặp lại các bạn các video là sau. Về nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Vật Studio và nếu mà mọi người chưa từng đến đây bao giờ hãy bấm like và subscribe và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây. Nhật Anh.